sẽ hướng sẽ chia sẻ nhé, chia sẻ cho các anh em một cái cách mà ta mua vật tư ngàn sâm rất là rẻ và chỉ cần ngồi một chỗ thôi ta cũng mua được. Nhiều bây giờ nhiều anh em mới vô chưa có biết cái gì về mua dưới ở đâu bán rẻ thì cứ làm theo của mình ha, rồi mình sẽ mua được những cái vật tư ngàn sâm mà rẻ nhất có thể ha. Bây giờ anh em ai có điện thoại hết, anh em vô cái phần mềm Shopee ha, ai mà có Shopee thì vô, còn ai chưa có thì chúng ta tải nó về ha, tải cái phần mềm Shopee nó về. Đó. Bây giờ tao vô Shopee tao mở nó ra nè. Ai mà có Shopee thì vô, còn ai chưa có thì chúng ta tải nó về ha, tải cái phần mềm Shopee nó về. Đó. Bây giờ tao vô Shopee tao mở nó ra nè. Đó. Mở nó ra xong cái điện thoại mình hơi chậm, hơi loa ha, rồi ta sẽ gõ vô từ khóa tìm kiếm là máy xăm, à kiếm máy xăm đây, máy xăm hình đó, xong không các bạn nhìn thấy máy xăm hình không? Xong giờ ta bấm vô cái mục nước ngoài đi, nước ngoài nha, rồi ta bắt đầu ta vuốt ta kiếm nè. À, các bạn thấy không, máy xăm dùng chuyên nghiệp tiện dụng 136.000 rẻ không, rất là rẻ luôn. Đây còn mấy cái bên 129.800.000 rất là rẻ, rẻ quá trời. Ta chỉ cần lít vô ta đợi nó chuyển đến nhà ta là xong rồi, đâu cần phải đi đâu mua đâu đúng không? Rồi ta đó, đây nè, máy xăm hình chuyên dụng 136.000 đó, thấy không, 136.000 một cái máy xăm quá trời rẻ. Đây một cái máy còi, một cái máy còi 95.000 đó, 95.000 một cái máy. Giờ bạn đi mua ở đâu được 195.000 một cái máy đúng không? Chúng ta mà khi mà đã mới vô thì ta kinh phí còn eo hẹp, đã mua những thứ này ta làm là ok rồi. Đây máy xăm hình chuồng 148.000 đó, 148.000 thôi, 148.000 một cái máy ngon lành cành đào. Rồi đó, máy xem mình hợp kim tay cầm đó, được cả tay cầm 68.000 một cái tay cầm dặn luôn, rất chi là ngon. Máy xem hình chuyên nghiệp 168.000 một cái. Rồi lướt xuống ta kiếm tiếp thì những cái dòng máy khác có rất là nhiều dòng máy, ta thích dòng nào thì ta xài dòng đấy. Không. Rồi lướt xuống, kéo xuống. Rồi mình đã thấy có cái biến điện 161.000 nè. Rồi mình nhìn thấy máy xăm hình chuyên nghiệp âm thanh trọng lượng nhẹ, à 461.000. Đó. Đó. Người ta mua rất là nhiều, ta review lên đây luôn. Rồi. Máy xăm hình chuyên dụng về máy ben nữa kìa. Tết rẻ vô địch, máy xem hình tattoo nghệ thuật, máy ben xem hình tattoo nghệ thuật 670.000 tặng luôn dây rắc cắm. Đây rồi xem. ngon lành. Rồi còn cái máy nào nữa không, để kiếm tiếp coi còn cái máy nào nữa không. Đó, máy xem hình chuyên dụng 355.800 đó, rất là nhiều màu, 355.800 đến 360.000. Giá mềm hơn chữ mềm luôn. Đó. Máy xăm hình chuyên nghiệp 266.680 đồng. Phi ship từ đơn hàng 50.000. Quá ngon. Đó, rất là nhiều. Bây giờ mình thử sờ qua cái khác mình tìm nha. Bây giờ mình tìm ví dụ là Vaseline đi. Cái Vaseline chúng ta làm mà chúng ta cũng cần Vaseline nhiều đúng không? À, ví dụ như Vaseline. Đó, Vaseline hiện ra rất là nhiều ha. Vaseline nè. Đây rồi. 30.000 đến 116.000. Đó, nghĩa là 30.000 là 49 gram á.
116.000 là 368 gram, là hũ bự cho bà đó. Nhưng hũ bự giống như cái hũ này nè, đây, nha. Đây 112.000 Vaseline đa tác dụng hũ đại 186 g từ Mỹ. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều thứ lắm, nhiều thứ đi mua rất là rẻ, rất là ngon. Cứ ngồi bấm bấm bấm, người ta gửi đến nhà rồi. Bây giờ mình tìm cái khác, mình tìm gì đó, là kim sâm đi. Rồi, kim sâm. Chúng ta lại tìm, tiếp tục tìm. Đây, kéo lên, ra. Đó, kim sâm. Kim đầu đạn, Dragon Line 120-170.000 một hộp 20 cây. 120.000 hộp 20 cây. Trời ơi, làm cái ngon lắm tới đâu luôn. Rồi, coi tiếp nè. Coi tiếp nè. Kim sâm ben các loại. 99.000 đến 199.000 một hộp 20 cây. Wow, ngon lành, rất là ngon, rất là rẻ. Ngon. Kim sâm dùng một lần á, kim dài, kim truyền thống á, 68.000 50 cây. 50 cây kim 68.000. Ngon lành. Rồi rồi, đâu nữa, đâu nữa, đâu nữa, đâu nữa, đâu lướt thấy nhiều lắm. Đây, 62.000 50 cây kim 3 nét bằng thép không rỉ. Thấy không? Rồi, tiếp theo, tiếp theo. Có những gì, có gì, có gì. Rồi, à, rất là nhiều các bạn. Nhiều lắm, nhiều lắm. Đó, các bạn cứ đi kiếm đi. Rất là nhiều. Rất là nhiều, rất là nhiều. Đó là đôi lên rồi mà mình chia sẻ cho các bạn ha. Nếu như mà các bạn thấy hay thì các bạn cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một share để mình có động lực mình làm những tiếp chia sẻ tiếp theo. Sau này mình làm những clip chia sẻ nhiều thứ lắm. Ví dụ như là từ máy xăm máy in rồi đi nét rồi đi like đi nữa các kiểu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại ở những clip khác nha các bạn.